Ngày 16 tháng 3, đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm trưởng đoàn đã đi giám sát việc triển khai các dự án cao tốc trên địa bàn hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Đoàn giám sát của Quốc hội đã kiểm tra thực địa tại dự án cao tốc Cam Lộ La Sơn nối giữa tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, cao tốc Cam Lộ Vạn Ninh và Vạn Ninh Bùng nối Quảng Trị với Quảng Bình đang được xây dựng. Đoàn đã có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo hai tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Bộ Giao thông Vận tải và các ban ngành có liên quan. Đại diện lãnh đạo các địa phương cho biết, tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn từ khi đưa vào sử dụng đã bộc lộ nhiều bất cập, xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng. Hiện hai tỉnh đã cơ bản giải phóng mặt bằng để thi công nâng cấp lên 4 làn xe. Đề nghị sớm nâng cấp tuyến cao tốc này lên 4 làn xe, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh đã quy hoạch các mỏ đất đắp nhưng vướng thủ tục cấp phép nên nhiều mỏ đất chưa đưa vào khai thác. Tỉnh kiến nghị các bộ ngành trung ương và Quốc hội tháo gỡ về cấp phép mỏ đất đắp. Đoàn công tác đã ghi nhận những đề xuất kiến nghị của địa phương và các bộ ngành liên quan, đồng thời rút ra nhiều vấn đề quan trọng trong việc xây dựng cao tốc cần đồng bộ giữa kế hoạch, chiến lược và đầu tư, cần có tầm nhìn dài hạn, hiệu quả cả về trước mắt lẫn lâu dài. Chiều ngày 16 tháng 3, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng đoàn công tác của Quốc hội đã đi kiểm tra tiến độ triển khai dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam đoạn qua tỉnh Quảng Bình. Sau khi nghe báo cáo và trực tiếp kiểm tra hiện trường, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải ghi nhận đánh giá cao những kết quả tích cực đạt được của tỉnh Quảng Bình. Để bảo đảm tiến độ dự án và sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đơn vị địa phương tiếp tục tăng cường làm tốt công tác dân vận, quan tâm tiến độ và chất lượng các khu tái định cư, bảo đảm cho các hộ dân ổn định đời sống sản xuất tại nơi ở mới. Đoàn công tác lưu ý quản lý dự án 6 và các đơn vị cần chú trọng đến khả năng thoát lũ, tránh việc biến tuyến đường thành đê ngăn lũ, ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của người dân trong khu vực. Bên cạnh đó, cần chú trọng chất lượng hiệu quả việc bố trí thi công các cầu chui, đường dân sinh, hoàn trả mặt bằng. Ngoài ra, vấn đề an toàn, chất lượng và tiến độ là yêu cầu quan trọng của dự án. Thưa quý vị, sáng nay ngày 16 tháng 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị về tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội. Hội nghị được tổ chức trực tuyến toàn quốc giữa đầu cầu trụ sở chính phủ với đầu cầu Ủy ban Nhân dân 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, nhờ sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, đặc biệt là các địa phương, các doanh nghiệp, cả nước đã hoàn thành hàng trăm dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân giúp cho hàng chục nghìn hộ gia đình thu nhập thấp và hàng trăm nghìn công nhân được cải thiện nhà ở, có chỗ ở an toàn. Tuy nhiên, việc phát triển nhà ở xã hội so với mục tiêu, yêu cầu, mong muốn thì chưa đạt được. Nhiều địa phương chưa sẵn quỹ đất sạch để làm nhà ở xã hội. Một số dự án nhà ở xã hội tại một số địa phương có quy hoạch nhưng lại cấp cho các nhà thầu còn yếu về năng lực, trong khi có doanh nghiệp lại thiếu động lực triển khai vì mức lợi nhuận quy định tối đa chỉ 10%. Thời gian triển khai thành công một dự án từ 3 cho đến 5 năm, dẫn tới không hấp dẫn nhà đầu tư có tiềm lực tài chính, có khả năng triển khai, việc giải ngân gói tín dụng ưu đãi 120.000 tỷ đồng còn chậm so với mong muốn và nhu cầu thực tiễn, nguồn vốn và khả năng tiếp cận tín dụng, thủ tục hành chính. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các chủ thể có liên quan phải mỗi người, mỗi tổ chức trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phải làm hết trách nhiệm, tâm huyết, từng chủ thể phải phát huy hết khả năng của mình, đặt mình vào địa vị của người khác. Nhà nước, doanh nghiệp, nhân dân cần chung sức đồng lòng, góp gió thành bão, cần phải xem xét hành lang pháp lý, các địa phương khẩn trương lập, sửa đổi, bổ sung chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của các địa phương, trong đó làm rõ các mục tiêu về nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp, lực lượng vũ trang nhân dân. Phải có từng người một, từng cái chủ thể một, chính phủ thì phải nắm chắc cái tình hình, phản ứng kịp thời chính sách, rồi đề xuất với lại các cấp có thẩm quyền những cái chính sách mà vượt thẩm quyền để đảm bảo cái chính sách xã hội, cái chính sách nhà ở xã hội cho nó phù hợp với tình hình và nó phát triển đúng với quy luật thị trường. Cái thứ hai là đối với các bộ, các ngành, thì Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên Môi trường, Ngân hàng Nhà nước thì tập trung xây dựng sớm ban hành các cái nghị định văn bản quy định như ban nãy tôi nói, để trên cơ sở đấy là tinh thần là phân cấp tối đa cho các cấp, các ngành, rồi phân bổ cái nguồn lực. Và cái thứ hai là cắt giảm tối đa các cái thủ tục hành chính, cắt giảm cái chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp, rồi tăng cường cái giám sát kiểm tra, rồi nâng cao cái năng lực thực thi của cán bộ ở dưới.
Thủ tướng đặc biệt lưu ý Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại nhà nước lớn chung tay cùng doanh nghiệp nghiên cứu, xây dựng và cung cấp gói tín dụng cho người mua với thời hạn từ 10 cho đến 15 năm và lãi suất thấp hơn từ 3 đến 5% so với cho vay thương mại. Nghiên cứu, xem xét hạ mức lãi suất cho vay, nguồn vốn hỗ trợ 120.000 tỷ đồng phù hợp. Bộ Tài chính nghiên cứu thành lập quỹ nhà ở xã hội, chính sách, thuế phù hợp. Thủ tướng yêu cầu các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội lập tiến độ, chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, tài chính, áp dụng công nghệ mới nhằm rút ngắn thời gian thi công. Người dân cũng phải có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong tiếp cận nhà ở, cố gắng cao nhất trong điều kiện có thể. Tinh thần là không ai lo cho mình tốt hơn mình, cùng với các chính sách và sự hỗ trợ của nhà nước, của cộng đồng.